Như vậy chúng ta có thể thấy là số lượng ca dương tính mới tại thành phố tại tỉnh Bình Dương đang ngày một tăng lên. Trước thực tế này ngày 25 tháng 6, Sở Y tế của địa phương này đã có kế hoạch hỏa tốc về việc là thiết lập ngay bệnh viện giả chiến khoảng 200 giường. Ngoài các khu chính như là hồi sức cấp cứu, chăm sóc điều trị, bệnh viện giả chiến Bình Dương bố trí khu hành chính tiếp đón phân loại bệnh nhân, khu vực chuẩn đoán hình ảnh, khu vực xét nghiệm, và khu vực cấp phát thuốc. Theo kế hoạch bước đầu, bệnh viện giả chiến sẽ được thành lập với quy mô 100 giường tại cơ sở khu điều trị chuyên khoa tâm thần xã Phú Chánh, thị xã Tân Nguyên, tỉnh Bình Dương. Bệnh viện giả chiến sẽ được chia làm 14 khu, bố trí theo nguyên tắc một chiều, tương đối tách biệt, phòng chống lây chéo và thuận tiện cho việc chăm sóc điều trị một lúc nhiều người bệnh COVID-19. Cũng theo kế hoạch này, nếu tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tăng cao, thì Bình Dương sẽ tiếp tục mở rộng quy mô bệnh viện giả chiến lên 200 giường ngoài ra phía sở y tế cũng dự kiến thành lập thêm một số cơ sở điều trị bệnh nhân covid-19 như trung tâm y tế thành phố Thuận An, khu nhà ở xã hội Bicamex ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, trung tâm y tế thành phố Dĩ An, trung tâm y tế thị xã Bến Cát, trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao Bình Dương.